Hồ Chí Minh. Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, chỗ nào phê nhất? Đà Lạt. Chỗ nào không phê, đâu phê nhất? Theo Hùng nghĩ có lẽ là ở Đà Lạt. Wow. Thứ nhất là cái không gian nó lạnh và nó làm cho con người mình có rất là nhiều kỷ niệm. Em có một cái thắc mắc là ba địa điểm nó cùng một cô hay là ba cô? À không, ba địa điểm nó thì cùng một cô. Cùng một cô? Bao lâu? Nếu mà đi du lịch thì sẽ tầm 2-3 tháng sẽ đi một lần. À, một lần thì có thể cứ đi 2-3 ngày hoặc là 5 ngày gì đó. Bây giờ tới anh okay. Hỏi nè. Ba từ đồng nghĩa với từ lăng nhăng là gì? Ba hoa. Đào hoa. Bè bướm. Trời. Hên quá. Thầy nói nghe nãy giờ chị em chúng mình lo đếm còn ổng ngồi trời. Chị em chúng mình nói ổng không đếm thì ra hình nha chị em chúng mình thắng. Quá. Trong 4 cô gái ở đây, cô nào là gu của em? Sắp xếp thứ tự nha, người nào ít thích nhất đầu tiên, người nào thích nhiều nhất để cuối cùng. 5 4 3 2 1. Ê mình đi về đi, mình đi về đi. Không phải, không phải. Đây đây đây. Từ từ, mọi người hiểu lầm rồi. Từ từ nghe Hùng nói. Chỉ đơn giản tại vì Hùng mới gặp mọi người. Có những người Hùng biết lâu rồi, có những người Hùng chưa biết lâu. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì bốn người không để ngang bằng nhau. Không, cái này nói dựa trên đánh giá khách quan nha. Ừ. Nếu mà ấn tượng nhất á thì có lẽ là năm em. Thế rồi người ta tàn hình mà ta ấn tượng nhất. Còn chị mình thôi bỏ luôn rồi xài gì nữa. Thôi có hạng nhất rồi mình không tranh này thì ba hạng gì nữa. Em chậm mồ hôi cho người ta làm cái gì, thấy chưa? Chị mời người ta quay làm cái gì rồi bây giờ gặp lại cũng rồi không nữa. Ấn tượng cũng không bây giờ. Bây giờ nói thích tôi là cái gu nhiều nhất thì thích chỗ nào? Bình thường hồi trước kia đó, mà khi nhìn trên TV, trên sóng truyền hình á, hoặc là những cái câu mà Hùng có đọc được ở trên báo thì không thiện cảm cho lắm. Nhưng mà khi mà gặp rồi đó thì mới nhận định được một điều á, là đối với Hùng á thì Nam Em là một người vui vẻ, thêm một kiểu mà gọi là dễ thương. Có thể là ở ngoài mình hơi tưng tưng vui vui chút, nhưng mà là một người có sống có tình cảm. Và có lẽ là sẽ biết rất là biết lắng nghe. Và đặc biệt nữa, với những người như vậy thì thường thường Hùng thấy họ hay có xu hướng chung thủy. Nói lâu quá rồi chị em chúng mình ở đâu? Cái vụ mà cái gu này về coi chừng có lửa. Trời ơi đồ ăn ngon quá, ăn đi. Từ từ. Thì sau khi mà bốn chị em mình đánh hội đồng Hùng xong thì kết quả đã rõ, thì Hùng đã thua và bốn chị em mình đã thắng. Để đáp lại cái sự thua của anh và đúng cái sự mà anh cho em một quả bơm ngấu chậu thì em xin tặng anh một món ăn đặc biệt của nhà hàng. Đặc sản của đặc nhà hàng sản luôn. Nhà ưu ái lắm mới được sử dụng đó. Ai sao chị thấy nó sai sai vậy ta? Sao tự nhiên bạn đó thua cái bạn đó được ăn là sao? Thì phải làm nguyên tô. Ê nhiều quá. Rồi đây là đã quay trở lại. Xin chào mọi người. Chào người thứ tư. Mọi người thứ tư gia nhập hội của chị em chúng mình. Hello tất cả mọi người, mình là Thiên An. Thật sự là rất là vui khi lần đầu tiên được tham gia chương trình thực tế như vậy. Mọi người biết tới mình thì chủ yếu là qua nhạc chế hoặc là cover các bài nhạc Hoa. Đã giới thiệu thì phải hát một đoạn để thể hiện cái tinh thần. Hát độ ta không độ nàng nữa. Vô. Bất ngờ trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Và dòng tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Trần hương này xa quá, ai ôm không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phần, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng? Hai câu này trả lại khó luôn, cái khó quá. Còn bác Tài ơi, mình lên đường thôi. Let's go. Chủ đề giải mã một chàng trai. Ok. Thì đầu tiên
năm em nhận được một cái phong bì có những cái hình ảnh. Chị sẽ phải khoanh vùng cái chàng trai này là ai, đến từ đâu và sẽ có những câu chuyện gì đến với chương trình này. Đầu tiên chị sẽ phải giải mã cái body top của anh ta như thế nào. Ê, tôi thấy cái chàng trai này có vẻ hơi công tử. Cái body, cái cơ thể là thấy cái kiểu giống như là con trai cưng. Sao tôi cảm thấy là tôi lạc lõng trong đây rồi vậy? Là không đoán được cái này đúng không? Bức hình thứ hai, một chàng trai trong bộ vest màu hồng. Ê, một cái màu hồng cánh sen. Một cái màu hồng cánh sen này có khi nào nó tha tha chút chút nào tím mặt tím không? Không, mà kinh nghiệm của Sa nha, thấy vậy chưa, mấy anh mà mặc màu hồng đó lại thẳng đó. Chị tin Sa em ơi, tự nhiên em nói cái chuyện mà tự nhiên yêu màu tím em muốn đi về ghê thôi, chị sẽ tin em. Nếu mà ai mà đoán được anh này là ai là có thưởng đó. Thì nhận khách mời đoán đi. Bây giờ phần thưởng mà dành hết cho chị đó, chị có biết anh này là ai? Chị xin nhận này mà em cho chị nghĩ đó một lúc, chị cũng không nghĩ là được luôn này. Rồi chị không nghĩ ở đây đưa em. Bây giờ có cái điểm thứ hai nữa. Hashtag của chương trình đưa ra là hashtag bạn. Bạn có nhiều chữ có nhiều ý nghĩa lắm nha. Hay bạn là bạn thờ nó cũng bạn thật à, đúng rồi đó chị. Không, nhưng mà chị nghĩ không phải đâu em. Tại vì trai đẹp thì khó mà bạn thận lắm. Chắc hashtag này đang nói về tiền bạc, tiền tài. Chắc anh này có danh, có vọng, có tiền. Hashtag thứ hai là model 2018. Model 2018. Trời ơi, rồi. Có tiền mà nổi tiếng mà làm model nó ai chịu nổi. Nhưng mà cái cuối cùng mới ghê nè. Hashtag học trò cưng của Hương Giang. Em hơi hình dung nhẹ nhẹ trong đầu rồi đó. Tôi chỉ biết là đây là Go của tôi. Làm anh mới nói là coi chừng bị màu tím là em. Cô nam em chứng là chứng kiểu chứng. Gọn gàng, thơm tho, sạch sẽ. Đúng rồi, phải sạch sẽ, thơm tho, baby care. Không tử, không bự. Tử, tử. Thôi, nói dài, nói dòng, nói hồi, không ra một cái gì hết. Chúng ta quyết định xuống xe tại tới rồi. Ok, vậy đi chưa đánh một bài. Bây giờ mình sẽ đi chiêm nghiệm những nhan sắc tuyệt trần được dán xuống trần gian. Ok, rồi, đi thôi. Let it go. Mà ước áp quá vậy. Theo thông tin mà biên tập đưa cho thì tụi em gom chung lại một ý thì đoán không được tên anh. Về Google được không ta? Không được, không có chơi Google. Anh yes or no. Anh là màu tím đúng không? No. Rồi yên tâm nha. Google của chị rồi đó, chị bước lên một bước đi. Mạnh dạn anh Giang ơi, mạnh dạn lên. Anh tên Nam không anh? Rồi luôn. Theo tôi nghĩ với cái hình tượng này và cái body này và cái gương mặt này cộng với cái đầu đinh thì biết thì nói biết, còn không biết thì nó không biết. 1, 2, 3. Không biết. Này biết, này biết. Chạy xin ai chơi giờ. Trời nãy giờ mà nói dầm dầm không mà làm mà người ta rối. Mình phải để cho mấy chị có sân chơi chút xíu đúng không? Bây giờ mình biết mình nói sớm có sao được. Sa xin được đoán tên của chàng trai ngày hôm nay nha. Bạn có phải tên là Xuân Hùng không? Trời, má ơi, Xuân Hùng hả? Xuân Hùng. Chị xin lỗi không em quen nha hả? Chị không. Chết rồi. Vừa mở kênh YouTube ra chị làm cái phim dài đầu tiên là chị mời bạn này đúng ngày chính. Trời ơi. Hình như em thấy có giọt nước nào mới rơi, hình như anh khóc đó. Thôi bây giờ mời anh mở cái mặt nạ ra lộ diện đi nè. Trời ơi. Sao này đẹp trai hơn bình thường vậy? Không phải. Hôm nay quay chung mấy lần người. Sao tự nhiên mình lại quên cái ông này ta? Xin chào tất cả các bạn. Thì theo thông lệ của chương trình thì bạn nào mà đoán đúng ra Hùng thì sẽ được một phần thưởng. Thì cái đó là do bạn yêu cầu. Tập trước chị đoán cũng đúng, tập này chị đoán cũng đúng thì em nhường ảnh cho chị. Chị muốn làm gì là quyền của chị. Thôi đừng có xô chị tự đi. Chị tự bay lại. Tự bay lại.
À, thì hôm nay thì tôi nhìn thấy một cái tia bắn nhẹ nhẹ chiếu chiếu qua đôi mắt, một cái luồng điện nhẹ nhẹ đi qua. Thôi chọc người ta hoài để ta hát nè. Bây giờ mình sẽ hát tặng Sa bài hát, đó là bài Vẫn Nhớ của anh Tuấn Hưng. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho xa không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bỗng sáng của em. Sẽ mãi mờ về xa hỡi xa, sẽ mãi bên nhau. Trời ơi, nói nghe nè, có chị em nào thấy trái tim của tôi ở đâu không? Giấy của em vậy hả? Tụi nó rớt đâu mất tiêu rồi. Sao mà hát gì mà nhìn chân thành với vậy trời. Trời ơi chị, người ta hát lẫn gì chị nhìn như mắt người ta hoài vậy. Tôi xin lỗi nhưng tôi đứng góc này tôi nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm. Cái điệp khúc hát cho anh. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Mà nói về phạt hôm nay thì Nam Anh với Nam Em thì cũng không trách được. Tại vì thực sự mà nói thì cũng lâu rồi. Đúng rồi, cho nên còn với chị Nhàn đây thì chị đã quay với em được tính ra cũng hơn 2 tuần. Hơn 2 tuần là lúc nào chị em cũng gắn kết với nhau. Mà hôm nay thì chị lại không đoán ra em, cho nên là hôm nay em sẽ cho chị thuộc xì dầu. Ai tính là hai, không phải 2 tuần đâu chị, chứ gần cả tháng. Mà chị thấy giờ cả tháng đó là chị, bởi vì em đẹp trai cho nên chị cũng ưu ái lắm mà. Giờ sao em có chuyện gì mà em ghim chị ta? Bớt miệng minh lại đi. Thôi chị, bớt miệng ngầu đi chị ơi. Lý do em cho chị nhảy cốc là tại vì là em muốn hướng tới sức khỏe. Ba cái nha. Dạ. Chị ghim đó. Mình chơi thấy nhiệt tình nha chị. Có chơi có chịu rồi nha. Được. Hôm nay là chương trình giải mã tình yêu, cho nên là cái hashtag của chúng ta nó sẽ liên quan tới vấn đề tình yêu. Nó sẽ đi theo suốt chương trình. Hashtag đầu tiên là tốt gỗ thua tốt nước sơn. Thua nha, tốt gỗ thua tốt nước sơn nha. Tốt gỗ thua tốt nước sơn. Gỗ không bằng nước sơn. Hashtag thứ hai sẽ là bắt cá nhiều tay. Bắt cá nhiều tay. Có hai tay rồi sao bắt nhiều tay được? Cái vụ bắt cá nhiều tay chúng ta có thể nói gọn hơn là lưới cá. Quăng tật cái lưới về, quăng tật cái lưới lưới về. Lưới vô, vô luôn cây tát tiếp theo. Hai tát cuối cùng. Nó thêm một cái trend. Đây là lượt tàng hình. Hình. À biết cái này nè, cầm cái lượt. Em tên thiệt là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia. Nhưng chồng bà kia. Bà tới nhà em bà chửi. Em ngu gì em chứ? Đúng rồi, cứ vậy đó. Có nghĩa là nói về cái chuyện mà một mối quan hệ mà có người thứ ba xuất hiện. Đó. Bây giờ là có bắt cá nhiều tay là đi ngoại tình tôi đó. Tôi nghĩ là nói về người thứ ba. Người thứ ba. Và hiện tại thì Hùng đã đưa ra gợi ý. Bây giờ là lần lượt từng người sẽ đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Vậy em có ý kiến? Ok. Ý kiến của em là người thứ ba. Em hết ý kiến. Sai. Sai à? Ý kiến của Sa là sự chung thủy trong tình yêu. Sự chung thủy. Tạm. Tạm hả? Lần nào em cũng tạm hết nha. Em tới chị đó. Nói chứ đi. Trời ơi, phần ai nấy lo, đồ ai nấy ăn. Tự nhiên đẩy qua cho em. Đối với chị là nãy giờ gỗ với nước sơn là chị chỉ quan tâm tới đẹp xấu thôi. À, cái này cái đầu tiên chị chắc chắn là sẽ nói về đẹp. Bắt cá nhiều tay nghĩa là đẹp thì có quyền lăng nhăng, cho nên mới có chuyện có người thứ ba. Rồi chị chốt lại nè. Rồi chốt lại nè, quan trọng là cái chốt nè. Đẹp lăng nhăng. Đẹp lăng nhăng. Đẹp thì có quyền lăng nhăng hả? À, đúng rồi. Chết quá, cái hashtag ngắn gọn xúc tích. Đây, đẹp thì có quyền lăng nhăng. Đúng, đúng. Chết quá, cái hashtag. Đúng. What? Trời, em gọi cầm nữa. Thấy chưa, chị không cầm em nữa. Em đang không cầm em nữa. Cầm lực rồi đó. Cầm lực rồi, em. Và chủ đề hôm nay đúng nhất là đẹp trai có phải lăng nhăng. Và Hùng sẽ là người phản biện lại cái chủ đề đó. Cái chuyện phản biện tính sao đi, cuối cùng chị được thưởng gì vậy? Hôm nay là chị Thiên An đoán đúng cho nên là em sẽ tới ôm chị cái. Khoan, em nói lại câu đó từ từ nè. Nào mọi người dành tay lên nghe nha. Không có ai dành phần chị hết á chị à. Nãy đó này là có ba đứa nào nó chạy lên nó ôm bạn trai đẹp trước rồi. Còn bây giờ chị đứng đây thấy không? Nãy chị không hề chạy tới, chị đứng đây. Đó bây giờ chị có người nè chờ tới chị ôm em, chị. Chị cứ bình tĩnh em có một câu cho chị.
Vì bạn xứng đáng. Chị cứ ôm đi, không sao đâu ha. Thôi bạn rồi ôm chị. Chị phải xác nhận vậy. Xác nhận vậy nha mọi người. Trời ơi, tim em vỡ vụn ra. Và bây giờ thì Hùng mời mọi người về nhà hàng để chúng mình có thể trao đổi kỹ hơn về cái vấn đề này. Yeah, em đi thôi. Đi thôi chị. Còn chờ gì ba nữa? Chị em mình đi. Đi thôi. Yeah. Làm như tôi chết rồi hay sao không? Lại nghĩ mua cái quan tài bỏ vô đi. Chị kỳ vậy. Chơi vậy chết được. Chơi vậy ăn chơi lại. Chơi mình. Con cái anh quên hỏi. Tại vì cái này anh cũng thắc mắc lâu rồi. Nam anh với nam em á, có cái nào mà để mình nhận định cho nó dễ không? Tại vì nhiều khi anh nhìn vô anh không biết ai là nam anh. Trời, em còn đang đi định test ADN cho em thấy chị ông như bà không giống nhau nè. Trời thì bữa nay dễ mà, hai đứa cắt tóc khác nhau rồi. Bây giờ là nam anh là tóc dài hơn nè, nam em tóc ngắn hơn nè. Mà đặc điểm của nam em là lâu lâu nam em bị hay tàn hình đó, mình không thấy. Ê, đừng có nhấn mạnh lý từ lượt tàn hình được không? Không thích điều đó. Cũng nhận ra cũng dễ lắm. Em có để ý mà bạn nào nãy giờ cứ nói mà thôi mình đừng có như vậy được. Đã 80 giây xong mới nói xong câu đó là coi như là nam em. Còn bạn nào mà cứ nhảy vô nó à, đây là nam anh vậy à. Đúng rồi đó, điểm nhận định đó. Thôi nào có vậy đâu đó. Là cái chế độ của nam em là bật là nấu cơm là hơi bị nhão một xíu. Không mà nói vậy là năm em buồn á. Tại vì lượt nhạy cảm thì nó cũng, lượt thì nó hơi nhạy cảm một chút. Về cái chủ đề hôm nay thì không biết là mọi người thấy thế nào ta? Mọi người có thắc mắc là tại sao là Hùng lại nói về cái chủ đề này không? Tại Hùng đẹp trai, ai em thấy rồi nè, siêu mẫu, dễ bạc, rất là đẹp trai. Hồi nãy mà gỡ cái khúc mà gỡ mặt nạ ra mọi người thấy sao? Muốn xỉu ngang luôn. Không, em không để ý cái chỗ mặt nạ nhưng em để ý cái chỗ hát. Thôi nha, chỗ hát để tôi để ý thôi nha. Không, nhưng mà em hỏi trái được không? Ví dụ như đẹp trai thì có quyền là có quyền gì được lăng nhăng. Lăng nhăng vậy đẹp gái có được lăng nhăng không? Thật sự thì mà nói thì lăng nhăng không phải là cái quyền. Lăng nhăng nó là do bản tính của con người rồi. Ok, bây giờ là mình không có nên đi lang mang quá như vậy. Lát nữa đây khi mà mình tới nhà hàng, chúng ta sẽ có rất là nhiều trò chơi cũng như thử thách để mình có thể tập trung hơn vào cái chủ đề ngày hôm nay là trai đẹp có phải là lăng nhăng hay là không nha. Đồng ý. Còn bây giờ chúng ta cùng đưa vào giấc ngủ. Từ nãy tới giờ thì tụi em cũng có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều trò chơi dành cho anh. Thì bây giờ sẽ có một trò chơi để cho chúng ta thân thiết hơn và chúng ta có những quan điểm rõ ràng hơn. Xin mời chị Sa. Ok, bây giờ Sa sẽ có một trò chơi dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay nha. Trò chơi này có tên là khoảnh khắc 5 giây. Kể tên đặc điểm của ba đặc điểm của Soi Ca. Đẹp trai, ga lăng, tài giỏi. Tới mình. Ba đặc điểm mà anh để ý khi nhìn vào người khác phái. 5 Tóc 4 3 Dày, một mặt mũi. Tại sao lại nhìn dày? Tại vì thường thường á là một người con gái mà họ chỉnh chu, họ tỉ mỉ á là thường thường nó sẽ hiện qua đôi giày đầu tiên. Thường anh thích là giày cao gót hay giày thể thao? Thường thường thì anh thích năng động, cho nên là anh thích giày cao gót. Còn cái màn một mặt mũi là cái gì? Riêng về cái mặt mũi á, thì hồi xưa đó người ta hay có cái câu á là ngoại hình thì thường thường sẽ thua tính cách bên trong. Nhưng mà theo anh nghĩ với quan niệm hiện nay đó, có những thứ đôi khi không cần phải quá đẹp, nhưng mà đôi khi mình nhìn người ta mình thấy ấn tượng với khuôn mặt của họ thì lúc đó mình mới chấp nhận để tìm hiểu bên trong. À đúng rồi đó, không riêng chị em đâu, phụ nữ cũng vậy. Đúng rồi. Còn tóc thì sao? Anh nghĩ tóc là cái điểm mà gây hấp dẫn nhất ở người phụ nữ. Và anh rất thích tóc dài. Kể tên ba điều khao khát nhất ở người bạn trai của mình. Thấu hiểu, trung thủy và chia sẻ. Nói nghe được quốc là chị bảy. Không phải sai luật rồi, người ta nói xong người ta mới bấm bạn. Bấm rồi nói ai cho. Ôi tính ra là nhờ bạn mình thua luôn á. Thua luôn. Kể tên ba địa điểm mà bạn hôn bạn gái của mình. 5 Đà Lạt. 4 3
2 Quảng Ngãi, Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, chỗ nào phê nhất? Đà Lạt. Chỗ nào không phê nhất? Phê nhất? Theo Hùng nghĩ có lẽ là ở Đà Lạt. Wow. Thứ nhất là cái không gian nó lạnh và nó làm cho con người mình có rất là nhiều kỷ niệm. Em có một cái thắc mắc là ba địa điểm nó cùng một cô hay là ba cô? À không, ba địa điểm nó thì cùng một cô. Cùng một cô? Bao lâu? À, nếu mà đi du lịch thì sẽ tầm 2-3 tháng sẽ đi một lần. À, một lần thì có thể có đi 2-3 ngày hoặc là 5 ngày gì đó. Bây giờ tới anh okay. Hỏi nè. Ba từ đồng nghĩa với từ lẫn nhau là gì? Ba hoa, đào hoa, bay bướm. Trời hên quá. Ê, nói nghe nãy giờ chị em chúng mình lo đếm còn ổng ngồi ổng chờ chị em chúng mình nói ổng không đếm thì hình nha chị em chúng mình thắng. Trong 4 cô gái ở đây, cô nào là gu của em? Sắp xếp thứ tự nha, người nào mà ít thích nhất đầu tiên, người nào thích nhiều nhất để cuối cùng. 5 4 3 2 1. Ê, mình đi về đi, mình đi về đi. Không phải. Từ từ, mọi người hiểu lầm rồi. Từ từ, nghe Hùng nói. Chỉ đơn giản là tại vì Hùng mới gặp mọi người. Có những người Hùng biết lâu rồi, có những người Hùng chưa biết lâu. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì 4 người Hùng để ngang bằng nhau. Không. Cái này nói dựa trên đánh giá khách quan nha. Nếu mà ấn tượng nhất á, thì có lẽ là... Năm em. Thế mà người ta tàn hình mà người ta ấn tượng nhất. Chị mình thôi bỏ luôn rồi, xài gì nữa. Thôi có hạng nhất rồi mình không tranh hạng gì, hạng ba hạng gì nữa đâu. Em chậm mồ hôi cho người ta làm cái gì, thấy chưa? Chị mời người ta quay làm cái gì rồi bây giờ gặp rồi cũng rồi không nhớ. Ấn tượng cũng không bây giờ, bây giờ nói thích tôi là cái gu nhiều nhất thì thích chỗ nào? Bình thường hồi trước kia đó, mà khi nhìn trên TV, trên sóng truyền hình á, hoặc là những cái câu mà Hùng có đọc được ở trên báo thì không thiện cảm cho lắm. Nhưng mà khi mà gặp rồi đó thì mới nhận định được một điều á, là đối với Hùng á thì nam em là một người vui vẻ, thêm một kiểu mà gọi là dễ thương. Có thể là ở ngoài mình hơi tưng tưng vui vui chút, nhưng mà là một người có sống có tình cảm và có lẽ là sẽ biết rất là biết lắng nghe. Và đặc biệt nữa, với những người như vậy thì thường thường Hùng thấy họ hay có xu hướng chung thủy. Anh em tệ quá, ngọt quá. Nói lâu quá rồi chị em chúng mình ở đâu? Cái vụ mà cái gu này về coi chừng có lửa. Trời ơi, đồ ăn ngon quá, ăn đi. Từ từ. Thì sau khi mà 4 chị em mình đánh hội đồng Hùng xong thì kết quả đã rõ, thì Hùng đã thua và 4 chị em mình đã thắng. Để đáp lại cái sự thua của anh và đúng cái sự mà anh cho em một quả bơm nấu chậu thì em xin tặng anh một món ăn đặc biệt của nhà hàng. Đặc sản của nhà hàng luôn. Ưu ái lắm mới được sử dụng đó. Ê, sao chị thấy nó sai sai vậy ta? Sao tự nhiên bạn đó thua cái bạn đó được ăn là sao? Thì phải làm nguyên tô. Ê, nhiều quá. Rồi, đây là phần thưởng dành cho anh. Anh có cảm thấy hạnh phúc không anh? Có, anh cảm thấy mặn. Cho vừa, tội trọng nam em đó, cho vừa. Mời anh thưởng thức. Ờ, chị em mình ăn đi. Trời ơi, cái gì vậy? Chị xin lỗi nam em nha, nãy chị đã trách lòng em. Giờ chị em thấy là em nó rất là uống đắng. Ai nói cái tội ảnh cho cái kéo mới nè. Thì nãy giờ là chơi game cho vui thôi chứ phải thắng thua gì hết. Chủ yếu là để bốn bạn ở đây hiểu về Hùng hơn. Và để coi một người đẹp trai như Hùng thì có lăng nhăng hay là không. Thì mỗi người sẽ đưa ra một cái ý kiến cá nhân cũng như là những câu chuyện của bản thân để mình có thể bảo vệ được quan điểm của mình ha. Đẹp trai thì khả năng lăng nhăng rất là cao. Thật ra theo chị thấy nha, trai đẹp đã hiếm rồi nên chúng nó còn yêu nhau nữa. Cho nên là cái trai đẹp mà thẳng á, nó còn hiếm dữ nữa. Mà hiếm thì sao? Cái gì hiếm là người ta cũng thích giành. Nhận Mà phụ nữ của chúng mình có thích giành không? Thật sự là có chứ em, nếu thật sự em gặp đúng gu của em thì em sẽ cảm thấy là em rất muốn được ở với người đó. Khi mà chưa tìm được mối nào tốt hơn á thì người ta gọi đó là chung thủy. Trai đẹp lăng nhăng thì em cho cái phần trăm là hết 70% trai đẹp sẽ lăng nhăng. Anh nghĩ nha, trai đẹp mà không phải riêng trai đẹp đâu, bất cứ một người đàn ông nào cũng vậy. À, khi mà họ đang trong một mối quan hệ ổn định
thì lúc nào họ cũng sẽ có xu hướng đối với này trong đối nọ. Tại vì anh nghĩ đó là bản tính của mình. Và hồi xưa cái thời mà anh còn nhỏ đó, anh luôn luôn nghĩ mình là một người tốt, anh luôn luôn nghĩ mình là một người hoàn hảo, và anh luôn luôn nghĩ mình không bao giờ lăng nhăng cho tới khi anh lăng nhăng. Wow. Có nghĩa là anh không bảo vệ cái quan điểm, nhưng mà bản thân anh đã từng lăng nhăng. Anh đã từng lăng nhăng cho nên anh biết. Và anh nghĩ khi mà anh lăng nhăng xong, anh mới nhận ra được một sự thật á. Hầu hết 99% đàn ông đều lăng nhăng, kể cả anh. Còn 1% kia là gì? Người đàn ông họ chỉ không lăng nhăng khi mà họ thực sự yêu người phụ nữ đó. Họ phải cho cô này có quyền được làm đẹp, có quyền được là chính mình, và có quyền là một người phụ nữ đẹp nhất. Ủa vậy rốt cuộc Hùng có bảo vệ quan điểm của mình không? Anh vẫn bảo vệ quan điểm của anh. Tại vì một người khi mà họ đã từng và họ đã trải qua, đã từng anh, tức là anh, có anh nghĩ không? Đúng rồi, anh nghĩ thì họ sẽ có những cái bài học cho riêng mình. Đàn ông mà nói mình lăng nhăng là đàn ông tốt. Chỉ có những người ta lăng nhăng mà ta không dám thừa nhận, cái đó mới đáng sợ. Em dễ tin lời đàn ông. Đúng rồi. Bây giờ đàn ông là cái tâm lý của ngọt, mình đi đâu nó mật, cũng nói ngọt chứ cũng rồi. Ok, bây giờ mình không tranh cãi nữa, mình sẽ có một cái game nho nhỏ dành cho Hùng để kiểm chứng xem nha. Thì Hùng sẽ gọi cho một cô gái nào đó bất kỳ trong danh bạ của Hùng và thử thả thính cổ. Phải là người quen biết với Hùng thì coi người ta nhận xét như thế nào, người ta có bất ngờ hay như thế nào không, đúng không? Ok, ok. Từ cái gì cũng khẳng, từ từ bình tĩnh. Thả thính thì thả ai chẳng được. Alo. Alo. Ai đó? Hồi nãy giờ là giỡn thôi, còn bây giờ mới phải gọi thiệt. Giống như là xé nháp thử cho vui đó. Alo, đang làm gì đó? Đang đi spa. À, thì hôm nay thì có một điều là anh giấu lâu rồi. Thì hôm nay thì anh mới có đủ mạnh dạn để nói chuyện này. Thì anh không biết là khi mà anh nói xong á thì em có sốc hay bất ngờ không? Mà trong suốt khoảng thời gian qua thì anh có thích em, cho nên là hôm nay thì anh muốn gọi điện để được giải bày cũng như là được chia sẻ cái tình cảm của anh. Dạ. Không, cái này là anh nói thiệt chứ không có gì hết. Uống rượu thuốc không? Không, cái này là anh nói thật lòng đó. Anh nói thật lòng thì anh thích em lâu rồi. Hôm nay thì anh mới lấy hết đủ cái sự mạnh dạn để gọi điện cho em. Tại vì anh nghĩ là nếu không phải hôm nay thì sẽ không còn cơ hội. Anh mới là anh nhưng còn cơ hội trời. Thì tại vì lâu lâu anh mới mạnh dạn mà. À, điên quá. Sao, chịu không? Không. Bớt đi. Nhưng mà em cũng phải có ấn tượng với anh hay là em cũng phải thích anh chứ. Chứ không lại không? Ủa, hiểu tính nhau quá rồi. Đi nữa. Không, hiểu tính nhau thì mới hợp được. Nhưng mà đây là cơ hội đó nha. Tại vì nhiều khi là sau này anh sẽ không dám tỏ tình nữa đâu. Giống như được ban phước vậy ông. không có, không phải là ban phước. Tại vì đây là, tại vì anh lấy hết cam đảm anh mới dám gọi á, chứ bình thường anh không dám gọi đâu, đúng không? Thôi bớt đi, điên quá à, mấy nhờ. Giọng trầm ấm chân thành. Về phía bạn gái á, bạn cứ một mực khăng khăng là không chịu. Có cảm giác giống như cái người bạn thân này nè, là hiểu Hùng là không bao giờ làm mấy cái chuyện này. Thì em đang có một luồng ý kiến là anh này không có lăng nhăng, tại vì bạn thân của anh cũng biết tính anh luôn. Nhưng mà một luồng ý kiến nên là nãy thấy thả thính ngon quá. Ơi, ngọt sớm, quá trời. Đi vào lòng người luôn á. Lý do Hùng gọi cho người đó là tại vì thứ nhất đó là bạn của mình. Con bé nó từ chối thì Hùng không có gì bất ngờ lắm. Tại vì trước giờ thì Hùng cũng rất là ít khi mà thả thính. Người ta hiểu mình nhất cho nên là họ cũng biết là mình như thế nào. Em vẫn giữ quan điểm con trai sẽ lăng nhăng. Nhưng mà với bản thân Hùng thì Hùng phản biện. Bản thân Hùng khi mà Hùng đi làm hay là Hùng được nhận show diễn này kia, thì khi mà nhìn cái mặt của Hùng á thì hầu hết thì mọi người đều nghĩ là mình điểm. Và từ đó đó là họ nghĩ mình là cũng chắc là ăn chơi lắm, hay là chắc có thể là cũng sẽ đào hoa và lăng nhăng. Nhưng mà Hùng nghĩ là điều đó không đúng. Tại vì để hiểu được một người á thì mình phải tiếp xúc với người ta.
Nói chung là chị vẫn giữ quan điểm là con trai sẽ lăng nhăng. Không lăng nhăng. Tại vì thấy đầu lắm rồi. Tại vì nghĩ á, lăng nhăng á nó nằm ở một phần là do tính cách của mình nữa, là mình có tự làm chủ được mình hay không. Chính xác, nói tới cái này thì bắt đầu bảo vệ nè. Có nghĩa là hết miếng dầu cái tình lăng nhăng hay không là do tính cách của con người chứ không phải là ngoại hình. Cái cuộc đời mình nó dài lắm, đôi khi mình va vấp một vài thứ để mình trưởng thành hơn. Chính xác. Anh tự nhận bản thân mình có hay không? Không. Em cũng nghĩ là không. Sa vẫn giữ quan điểm là thường con trai đàn ông á, đẹp trai thì sẽ có dễ lăng nhăng, có cơ hội lăng nhăng rất là nhiều. Và họ sẽ không kiềm chế được cái cảm xúc bản thân. Đúng, nhưng mà không phải ai cũng vậy. Nhưng mà chúng ta tôn trọng người đàn ông, khi mà họ có cảm xúc họ muốn lăng nhăng, họ vẫn nghĩ về người phụ nữ của mình. Và những cái hành động sau đó không quá đáng và nó không vượt mức cho phép. Và họ chọn cái lựa con chọn. Con tim là cái thứ mình không thể ngăn cản nó lại được. Khi đúng, mà nó lên tiếng là không có cái gì mà làm lại nó được chân á. Sa biết cái anh có rất là nhiều cơ hội để mà tiếp xúc nhiều hơn cái người yêu của mình. Nhưng hãy nghĩ thêm là ở phía sau anh vẫn có một cái người con gái rất là dễ thương. Và đúng, luôn là dành tình cảm tốt đẹp cho anh. Khi mà anh muốn lăng nhăng gì đó thì hãy nghĩ. Nghĩa là khi làm một cái gì đó thì hãy nghĩ tới lý do tại sao. Đúng rồi. Thì đây là cái thủ thuật để chuẩn bị kết thúc cái bữa ăn. Okay. Anh hiểu chưa? Ok, anh hiểu rồi. Chị hiểu chưa? Biết là không ăn ha. Nghe phải trả tiền hết mệt mệt. Thì bây giờ chị chỉ cần đón đúng giá là chị sẽ được ăn miễn phí đó. Chị em nghĩ bữa ăn này 10 triệu á. Em nghĩ là 10 triệu. Em gà chị đó hả? Chị trả đợt trước rồi đó. Anh nghĩ là 2 triệu. Anh nghĩ thì anh ghi đi anh. Anh nghĩ nhiêu kệ anh ghi đi. Rồi giờ để tránh cái sự ăn gian thì mình sẽ đọc đáp án trước khi mà mình thấy tiền nha mọi người. Thì giờ đáp án của em là 1,5 triệu. Tôi rẻ hơn nè, tôi có 1,5 triệu. Dạ, bao nhiêu? 2,5 triệu. Mỗi 2,5 triệu. Đáp án của Hùng là 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. Tại vì thứ nhất là nhiều món, thứ hai là mặt bằng đây không đủ. Toàn là tôm, cua rồi. Cái này là dành trả, cái này dành trả. Không, em nghĩ là ga lăng dành trả. Thôi, mình sẽ mời sự giúp đỡ của quầy Thu Ngân. Trong đó là cả nỗi đau. Mà chị cảm thấy là chị thấy ăn dành điểm rồi đó, sẽ có người đã tới 5 triệu rồi. Không có bé phục vụ thông minh, biết đưa đúng người trả tiền. Nhiều. Mừng coi, trời ơi, có gì đâu giật mình. 880 ngàn. Tiền mà rẻ vậy, không đem tiền theo, không đem tiền theo. Ôi chết rồi. Cho chị gửi anh này lại nha. Em gửi lại đứa chén này mình cứ về. Nha. Chơi chồng thắng bạn nhau. Ai chồng thắng mà. Lấy đồ về hết nha. Luôn. Cảm ơn Hùng nha. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh. Dạ. Không, cái này là rẻ lắm luôn á.